Lan Tâm và anh Phan Đình Hùng xin kính chào quý vị khán thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Trắc TV được phát hình hàng tuần trên đài Sài Gòn TV băng tần 57.5, 51.3 Houston, Texas, Galaxy cho nước Mỹ và Canada cùng trên mạng internet saigontv.com và tractv.com. Chương trình Trắc TV xin cống hiến đến quý vị khán thính giả gần xa những thông tin anh em chúng tôi lượm lạc về công nghệ dành cho giới tiêu thụ, mạng xã hội, vân vân. Em xin chào anh Hùng. Chào Lan Tâm và xin kính chào quý vị khán thính giả. Mặc dù báo chí nói rất là nhiều nhưng mà gần đây có hai hiện tượng mà tôi nghĩ là anh em chúng tôi cũng nên nhắc lại một chút xíu, tại vì nó có tính cách lịch sử. Dạ. Mà nó còn một trong hai cái là nó cũng xảy ra rất là gần gần đây, dạ. gần cái khu mà Lido Sài Gòn của anh em chúng tôi. Thành ra cái mà thứ nhất đó là phi thuyền con thoi Space Shuttle Endeavour sau khi được chở đến phi trường Los Angeles trên chiếc máy bay Boeing 747, và cái chiếc máy bay này cũng đi vòng vòng nhiều thành phố ở Nam Cali. Không biết quý vị có thấy không, nhưng mà thường thường thì ai ra ngoài một chút xíu là cũng thấy ngay. Thì chính tôi cũng riêng đang ngồi đường lái xe thì tình cờ gặp máy bay nó đang bay lên. Thì quý vị cũng thấy trong cái phần video kèm theo đây thì rất là đẹp, nhất là cái ngày hôm đó là cái bầu trời trong xanh của miền Chúng Nam rồi. Cali, mà cái máy bay nó rất là lớn mà nó bay rất là chậm, và kèm theo hai cái chiếc máy bay phản lực của NASA bay theo nữa, nên là cái hình ảnh nó rất tuyệt đẹp. Nhiều người họ chụp hình kỷ niệm rất là, những cái chuyện này là cái mình chỉ thấy là lần cuối cùng thôi, mà không còn bay nữa chính mắt của mình. Thành ra nó hay. Sau đó đó thì cái phi thuyền con thoi này đó thì được kéo tới từ cái phi trường Los Angeles cho tới bảo tàng viện khoa học của tiểu bang California, thì nó nằm ở gần như là ở trong cái downtown của Los Angeles. Đó, thì vì vậy cho nên họ phải kéo cái phi thuyền này trên đường phố, mà nó rất là rộng, thành ra người ta phải chặt cây, người ta kéo đi nó rất là chậm. Mà quý vị cũng biết là cái phi thuyền con thoi khi mà họ bay ra ngoài thì nó bay cả mấy trăm, nghĩa là mai một giờ, không cả ngàn mai một giờ, mà khi mà nó chạy đây thì chỉ có hai mai một giờ thôi, mà cũng chưa được nữa, tại vì thay vì trễ nải rất là nhiều, họ phải kéo từ từ. Nhưng mà cũng là có mấy triệu người họ ra để mà họ chào đón chụp hình, là rất là hiếm. Thành ra cái những cái con mắt là chiêm ngưỡng, những cái tôi thấy những em bé xem cái này xong rồi là thích làm, nghĩa là phi hành gia astronaut. Thành ra một sự ngưỡng mộ của người dân Mỹ đối với một cái hiện tượng, gọi là cũng là một cái hiện tượng lịch sử, phải không anh? Đúng rồi, nó rất là mình thấy cái chiếc phi thuyền đó nó bay ra ngoài không gian mà mới cách đây một năm thì nó cũng bay ra ngoài như thường thôi, chứ không phải là cái phi thuyền nó cũ mà bây giờ phải giống như là đi về hưu, trở về cái bảo tàng viện, thì nó hơi buồn một chút xíu. Nhưng mà thực sự thì cũng là cái máy bay cái phi thuyền này đã làm đủ cái nhiệm vụ của mình rồi. Đúng rồi. Cho nên thì cũng nên cho nó retire một chút xíu. Tội. Nhưng mà những ai mà không có được chứng kiến những cái cảnh đó thì nếu như có dịp vào tới Los Angeles thì cũng có thể đi tới thăm. Bắt đầu họ mở cửa lại là cuối tháng 10, yeah. 31 tới tháng 10 thì có thể lại cái nó kêu là California Science Center, lại đó mà xem cái phi thuyền. Trong năm, trong vòng năm nữa thì tôi nghe nói là họ sẽ dựng cái phi thuyền đứng lên và họ để cũng giống như là nó sắp sửa bay để cho người ta xem. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó cũng nằm giống như là cái chiếc máy bay như vậy thôi. Rất là hay. Và hiện tượng thứ hai là ông Felix Baumgartner nhảy ra từ kênh khí cầu sau khi bay đến độ cao là 128.000 feet hay là 38 cây số. Ông đã đạt được kỷ lục rơi xuống với tốc độ siêu âm là 833.9 dặm một giờ hay là 1.342 cây số một giờ. Anh có xem trực tiếp cái màn trình diễn này không anh? Có họ chiếu trên mạng rất là nhiều, thì quý vị cũng biết đó là một cái hiện tượng nó rất là hấp dẫn ở trên internet. Thoát tiền. Họ nghĩ là cái họ phát hình qua Ustream hay là YouTube đó là có cả tới 8 triệu người mà coi. Mà nếu mà quý vị để ý mà 8 triệu người mà họ nghe trực tuyến một lúc trên mạng đó, là cái con số này nó rất lớn. Một cái thí dụ điển hình đó là quý vị cũng biết, đang tâm biết là cái đám cưới của cái đám cưới hoàng gia bên Anh đó, ha, là Prince William đó,
Thì cái chỉ có 300 ngàn cái stream mà thôi, còn cái này tới 8 triệu. Thành ra nó cũng khá hay. Thì quý vị cũng biết cái chuyện này là cái được bảo trợ bằng cái công ty mà nước ngọt Red Bull đó. Thành ra cái chuyện này đối với họ là cũng đáng đồng quá tiền. Lời. Quá lời. 8 triệu người coi trên toàn thế giới. Mà cái cảm giác mà khi mà cái anh chàng này đi lên trên cao rồi mở cái cửa mà để mà nhảy xuống đó, sao em cảm thấy nó rợn sao anh? Tại vì cái khung cảnh phía ngoài đó mình thấy cái trái đất mà nó tối cô đơn, tại nó rất là cao. Cũng biết là quý vị cũng biết là khi mà mình bay máy bay mà Boeing 747 mình đi từ đây về Việt Nam thì chẳng hạn cruising đó, thường thường nó bay ở cái độ cao là từ 30.000 cho tới 40.000 feet thôi. Cái này là giống như gấp 3 lần cái đó, nó cao. Là khi mà tới cái đó là mình gần, mình có thể nhìn thấy cái khóc cạnh của cái trái đất. Cái trái đất nó tròn tròn mà vì mình ra gần như là ra khỏi cái bầu khí quyển, thành ra mình thấy bên ngoài cái bầu trời nó đen tối ha, mà mình nó rất là cao, rất là dễ sợ. Mà khi mà nhảy xuống đó cái không khí nó rất là loãng, thành ra anh không có nghĩa là xuống thẳng được, mà giống như ảnh lộn trên nó, không có điều khiển được cái con người của mình. Thành ra nó vòng mà người ta cũng sợ khi mà chưa bao giờ người ta thử cái con người mà một mình mà rơi xuống cái vận tốc mà nó tới cả 1.300 cây số một giờ là qua cái vận tốc âm thanh, không biết có chuyện gì xảy ra. Người ta không biết là anh đó có sống còn hay là sống hay còn là... sống hay chết. Mà nghe nói thì nghe cái giọng anh nói người ta mừng lắm. Thứ nhất là khi mà anh rớt xuống đó, cái việc cũng biết là nó vòng nó không có ngay thẳng, người ta tưởng là chắc là anh này rồi chắc tiêu rồi, cái quỹ đạo rồi. Nghĩa là rớt vòng nghĩa là không có điều khiển gì được. Mà khi mà ảnh vô được gần xuống rồi đó mà ảnh điều khiển được cái người nó ngay thẳng rồi anh mở dù rồi ra là bà con cũng hú hồn. Nhưng rồi. Mà cái chuyện này là một cái chuyện cũng khá hay, tại vì anh cũng mặc đồ như là một cái astronaut, astronaut thì cũng theo về cái nghĩa là làm để cho người ta thích thú cái chuyện này đó, thì tôi thấy nó cũng tốt thôi, phải không? Thì anh nó cũng xuống an toàn. Anh nó xuống an toàn mà phải nói là xuống một cách rất là nhẹ nhàng khi mà anh đáp xuống đó, ai cũng thở phào. Và cái tin tức tiếp theo chúng tôi muốn nói tới đó là Xbox Music. Hôm 16 tháng 10 năm 2012, Microsoft bắt đầu ra mắt dịch vụ trực tuyến nhạc Xbox Music sẽ đến trên máy chơi game Xbox 360. Tiếp sau là sẽ các thiết bị Windows RT, Windows 8 vào cuối tháng khi hệ điều hành mới của Microsoft được phát hành. Việc ra mắt của Xbox Music là một cột mốc quan trọng trong việc đơn giản hóa nhạc số trên tất cả các thiết bị máy tính bảng, PC, điện thoại, TV, v.v. và trên quy mô toàn cầu. Ông Don Matrick là chủ tịch nhóm kinh doanh giải trí tương tác của Microsoft cho biết, việc truyền hình trực tiếp miễn phí sẽ có sẵn trên các máy cài Windows 8 và Windows RT, trong khi người sử dụng Xbox và Windows Phone có thể mua Xbox Music Pass với giá là 10 Mỹ Kim cho hàng tháng hay là 100 Mỹ Kim cho một năm. Cửa hàng Xbox Music cũng sẽ cung cấp thẻ mua nhạc, có thêm các tính năng khác như là Smart DJ, Cloud Storage là lưu trữ đám mây, cũng như là dịch vụ này có giống như là cái tương tự như cái Pandora, có phải không anh? Đúng rồi, quý vị cũng biết là Đăng Tâm cũng nói là Pandora, chẳng hạn như ai sử dụng cái phone hay là trên cái mạng internet, mình muốn nghe một cái ca sĩ nào đó thì mình chỉ cần vô pandora.com mở một cái đại khoản tên đó, mình chỉ đánh cái tên rồi họ trả những họ cho cái bản nhạc của cô ca sĩ đó, mà cho những cái nhạc tương tự như vậy, giống như là mình nghe radio nhưng mà mình lựa cái loại nhạc mà mình thích, thì tự động nó chỉ chạy như vậy thôi, cả ngày cả đêm không phải mất tiền gì cả. Trong lúc cái và những cái dịch vụ khác cũng quý vị cũng biết nó cũng rất là thịnh hành, nhất là những bạn trẻ thì Spotify hay là audio, những cái mà nghe nhạc là chỉ cần mở ra đánh vô cái tên của người ca sĩ nhạc sĩ đó thì tự động nó sẽ play cái nhạc bản nhạc như vậy, thành ra không có phải trả tiền gì cả. Cái chương trình của Microsoft thì nó hơi khác một chút xíu, có nghĩa là mình có thể để cái tên của cái bản nhạc hay là cái người ca sĩ hát thì tự động nó hát lại liền cho mình ngay lúc đó. Mà chả những như vậy nữa, mình có thể tìm kiếm những cái nhạc tương tự thì nó cũng như vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình trả tiền đó ha, thì quý vị cũng biết cũng thắc mắc là khác biệt gì với cái trả tiền mà không trả đúng tiền rồi. Thì khi mình trả tiền đó thì mình được download, có nghĩa mình tải cái bản nhạc đó xuống được.
Còn đó. Cái không trả tiền này mình chỉ nghe thôi phải không? Chỉ nghe nó streaming cũng, thôi. Cũng được quá rồi, đâu cần phải mua đâu. Mà nhiều khi nhiều người họ bị lên máy bay, đi máy bay chẳng hạn thì lại không có stream được. Đúng đó. Rồi. Thành ra cái đó là cái mà mình nghĩa là khác biệt giữa cái chuyện mà trả tiền hay không trả tiền. Nhưng mà cái này nó cũng rất là hay. Tại khi mình nghe đâu thì mình Xbox mình nghe cũng được, trên cái phone mình nghe cũng được. Trên cái máy mình nghe cũng được. Tại là lúc nào cũng nghe nhạc mà không có phải bị những người yêu âm nhạc là không bao giờ bị gián đoạn phải không? Không có bị gián đoạn cả. Thì theo tôi biết đó, thì không biết là có nhạc Việt Nam hay không. Tôi biết trên iTunes đó, thì có nhạc Việt Nam rất vậy là nhiều hả? Đúng rồi. Pandora thì tôi chưa có thử. Spotify hình như cũng có nhạc Việt Nam đó nữa. Thế nên nếu mà quý vị cứ vô đó thử, cứ bấm thử cái nhạc Việt Nam, nghĩa là cái ca sĩ nào mà mình thích đó, thì có thể họ có thể những cái dịch vụ này họ sẽ cho cái streaming cả ngày nghe nhạc đó. Thành ra mình lúc này mình sống trong những cái lúc mình rất là tiện, nghĩa là không phải mất tiền mà nghe đúng nhạc rồi. Đầy đủ. Thì quý vị cũng biết là nó cũng có hơi có cái quảng cáo chút xíu để cho mình thấy, nhưng mà thật sự ra khi mà nghe nhạc đó thì mình đâu có cần coi xem cái gì đâu. Mình chỉ cần nghĩa là nghe nhạc thì nghe nhạc thôi, phải không? Rồi mình làm công chuyện khác. Nhưng mà cái này nó có lợi gì cho cái game Xbox 360 ha? Không có gì cả, tại vì họ gọi như vậy tại vì cái Xbox là một cái nó rất là nổi tiếng và nó rất là thịnh hành. Thì dĩ nhiên nếu mà mình có cái Xbox thì gắn vô cái TV phòng khách của mình thì mình mở nhạc mình nghe. Ngoài những cái chuyện mình tại không chơi game. Tại em tưởng là tại vì cái 360 nó có cái có những cái nhạc mà nhảy ở đó nhà anh khác. Em cái tưởng là nó game. Như cái đó là game không đó. Còn cái này là tất cả những nhạc thường thôi, cái kia là có thể là gì dance gì đó không đúng rồi. Nhưng mà cái này là không có liên hệ gì về game cả. Chỉ có một cái tiện là tại vì nó gắn sẵn vô cái TV mình. Thì cũng giống như là bây giờ hiện tại bây giờ mình vô cái Xbox đó, Live đó, mình có thể mướn movie rồi mình coi hay là mướn Netflix rồi mình coi. Thì cái này là thay vì video hoặc là những chương trình TV mình mua mình xem thì cái này là cái streaming về nhạc thôi. Nhưng mà nếu mà không có Xbox thì cũng xem được ở trên cái mạng web hoặc là trên phone thì cũng nghe được đó. Thành ra rất là thú vị. Tiện. Nghĩa là giống như là mình nghe radio nhưng mà radio on demand, nghĩa là cái nhạc mà mình thích chứ không phải là những cái mà cái nhạc mix mà mình không thích. Dạ đó. Nhưng mà nó có commercial giữa không anh? Tại vì giống như là không có. Pandora thì lâu hồi lúc đầu nó không có anh nha. Sau đó thì họ cũng có. Thì mình cũng biết là khi mà họ miễn phí đó là cũng có vấn đề. Họ cho mình mà play mấy cái music đó thì sau lưng họ phải trả tiền cho những cái người mà làm những cái bản nhạc hoặc hát ca sĩ đó. Tại khi mà họ trả tiền đó thì họ phải cần có tiền thu vô ở đâu đó. Mà cái tiền này thu vô thì chỉ cách duy nhất là cái cách mà quảng cáo thôi. Thì mình cũng thông cảm. Mà tôi thấy quảng cáo nó cũng ngắn lắm. Ngắn và không có phiền hà gì nhiều. Không phải như là quảng cáo trên radio thì thấy nó lâu. Lâu hơn, phải không? Đúng rồi. Chứ nếu mà trên quảng cáo trên Pandora thì nó rất là lẹ. Mà hiện tại bây giờ thì quý vị cũng biết, nếu mà có chưa thử thì thử qua trên cái phone đó thì có thể là sử dụng Spotify hoặc là Pandora hoặc là Audio là những cái mà ứng dụng thịnh hành nhất với với những cái bạn trẻ của mình. Thì cái chuyện đó là chuyện hay. Còn nếu mà có một cái ứng dụng khác nó cũng hay lắm là Shazam, thì không biết là Đăng Tâm có sử dụng không, nhưng mà tôi sử dụng hoài. Nhiều khi mình đi xe mà mình không nghe nhạc ở đây, mình nghe nhạc trên radio. Có những bản nhạc nào hay mà mình không biết nó tên là gì thì mình có thể bấm cái ứng dụng Shazam thì nó sẽ nói cho mình biết là cái bản đó là bản gì. Nó nghe và nó nói cho mình biết. Cũng giống như là chả những cái nhạc nó nói cho mình biết mà mình bấm cái lyrics thì nó hiện lên cái lyrics, cái lời nhạc. Mà lời nhạc giống như là karaoke vậy, nó chạy, nghĩa là người ta hát cái lời nào thì nó hiện trên cái máy là karaoke đó. Vậy đúng hả? Như karaoke mà nghe nhạc của người ta. Hay quá. À, chả như vậy bây giờ Shazam nó cũng chạy trên cái những cái TV show nữa. Có thể quý vị coi những cái TV show nào mà muốn biết chi tiết thêm thì cứ mở Shazam ra, cho Shazam cái ứng dụng này nó nghe. Nó nghe thì nó nghe thấy, nó phân tích ra và nó sẽ cho biết là trong cái phim hay cái show đó ai đóng, cái chuyện là gì nó cho mình biết hết. Thì cái Shazam đó nó cũng miễn phí. Đó là những cái ứng dụng nào mà quý vị có trên Android hay là trên cái iPhone đó thì nó chạy rất là hay. Rất là thích thú. Thành ra những cái đó là những cái mà tôi thấy nó rất thích, nó như là thêm một cái, nhiều người họ mua cái phone thì chỉ sử dụng cái phone không biết gì cả, nhưng mà thiệt ra nó có những cái ứng dụng như vậy nó rất là hay. Đúng rồi. Rất rất là thú vị. Yeah.